các mô hình bar phổ biến hiện nay mà bạn nên biết. Lúc mới lập kênh thì Nguyên và Nam đã có một video giúp mọi người phân biệt bar, club, lounge. Đúng rồi, bar khác lắm á, khác nhiều lắm luôn á. Mấy cái quán mà kiểu nhạc sập sình, quẩy xuyên màn đêm, người ta gọi là club. Còn hôm nay mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sự khác biệt giữa các mô hình bar phổ biến ở Việt Nam để mọi người dễ dàng lựa chọn hơn nha. Đầu tiên đương nhiên là cocktail bar rồi. Cái này là nghề tụi tôi luôn á. Thì cũng như cái tên là nói lên tất cả đúng không? Dở menu ra, cái trang bạn thấy nhiều item nhất chính là phần cocktail. Từ classic cocktail tới classic twist cho tới signature cocktail. Dù là nam, nữ, trai, gái hay là già, trẻ, lớn, bé, không, đủ tuổi mới được uống nha. Nhưng mà rất là đa dạng cocktail cho các bạn lựa chọn. Mọi cái sự sáng tạo, ý đồ xây dựng nên không gian quán, nó thiết kế menu đều sẽ dồn hết cho sản phẩm chủ đạo của mô hình này chính là cocktail. Và kế tiếp sẽ là một mô hình mà tôi cá là mấy ông rất là thích luôn, đó chính là sport bar. Khi mà nhắc tới sport bar thì cái không thể thiếu nhất luôn á chính là những cái màn hình to để chiếu các trận đấu thể thao. Và vì là nơi cho mọi người tụ họp để cùng cổ vũ cho cái đội yêu thích của mình, cho nên không gian của các sport bar sẽ thường là ở ngoài trời với gần gũi hơn rất là nhiều. Đặc biệt menu ở đây cũng sẽ đa dạng hơn với những món khá là quen thuộc như là khoai tây chiên hay là gà, pizza đồ á. Còn về đồ uống, kiểu ngồi ngoài trời có đá banh mà làm ly bia là sướng nhất rồi đúng không? Mô hình thứ ba đó chính là wine bar. Cũng giống cocktail bar thì sản phẩm chủ đạo của cái quán bar này chính là rượu vang đúng không? Ngoài đó, đương nhiên là họ sẽ có một cái list rất nhiều loại rượu vang cực kỳ là trù phú rồi. Mà cái khác biệt lớn nhất của cái loại mô hình wine bar này với những cái bar khác mà có bán rượu vang á là cái list về vang có thể bán ly á nó sẽ đa dạng rất là nhiều, sẽ giúp cho các tín đồ rượu vang có cơ hội được thử nhiều loại hơn. Bên cạnh đó thì họ cũng thiết kế một cái list những cái món ăn rất là đặc biệt phù hợp với từng nhóm rượu vang khác nhau luôn. Mà khi bạn vừa uống và vừa ăn hai đó chung với nhau, trời ơi, cực kỳ là sung sướng luôn, nó giống như là sảng khoái trong vòng họp mới rồi. Còn nhiều mô hình bar nữa nhưng mà nó chưa được phổ biến lắm ở Việt Nam. Mọi người muốn tìm hiểu thêm về mô hình nào thì nói cho tụi mình biết với nha. Ok vậy nha, chúc mọi người tìm được cái mô hình bar mà mình ưng ý.